Xin mọi người thì Khánh bây giờ là gần mấy mấy giờ rồi mẹ? Hiện tại thì Khánh với mẹ đã đến được sân bay rồi mẹ ạ. Đây, mẹ đây. Mẹ chào mọi người đi. 6 giờ kém hả? Bây giờ Khánh đã ra đến sân bay rồi mẹ ạ. Đấy thì đang chờ chờ chị bạn ra nữa thôi. Thì giờ là 6 giờ kém rồi. Đấy giờ đang hiện tại bây giờ Khánh đang đi vào để lên sân bay. Mẹ đi trước và chị kia cũng đi trước, Khánh đi sau. Đây là lần thứ hai Khánh được đi máy bay mọi người ạ. À, bây giờ Khánh đang đợi kiểm tra hành lý một lần nữa. Mẹ với chị Lan đang kiểm tra hành lý lại một lần nữa, đã bắt đầu ra sân bay mình ạ. Qua bước kiểm tra cuối cùng. Đó, thì bắt đầu giờ ra sân bay nữa là đi thôi. Xong rồi mẹ. Sẽ đi cái xe này ra mọi người, xe này sẽ cẩu Khánh đi. Đấy, Khánh đi bằng xe đặc biệt mọi người nhá. Xe phục vụ đặc biệt. Đấy. Ở sân bay chỉ có mình Khánh thôi mới đi được xe này thôi. À quên, có một cô bên này cũng đi xe lăn giống Khánh luôn này. Khánh đang chuẩn bị qua máy bay mọi người. Đây là đang ngồi xe nâng. Có ngủ hả? Đó, hình như có chị Lan mua rồi mà. Này mệt hả? Xong giờ uống đây luôn. Máy bay cũng say, giờ đang mệt rồi đi máy bay cũng say đó. Bây giờ uống đi, đằng nào cũng uống. Này cái bánh mì. Uống đây mẹ, uống không say đó. Uống đấy không say mẹ. Uống tạm đi. Nay làm liều. Làm liều không uống thuốc.
dùng cái đôi cái xe vào trong. Rồi, hiện tại thì Khánh không lên được máy bay đâu người ạ. Bây giờ đang đợi để quay, đang Khánh ngồi ngoài. Chị Lan rồi còn mẹ, mình kia là mẹ. Tí nữa mẹ ngồi ngoài quay ở ngoài trời cho con nhá. Qua một khâu rất chi là thủ tục loằng ngoằng thì Khánh cũng lên được máy bay. Giờ chỉ có đợi để đi nữa thôi. Hiện tại Khánh đã đến thành phố Buôn Ma Thuột rồi ạ. Thì mẹ với Khánh có bạn qua đón. Đấy, thì xe đang đang chuyển đồ lên xe và bắt đầu về. Xin chào mọi người, thì bây giờ đây là thành phố Buôn Ma Thuột. Đấy, Khánh hiện tại đang trên xe đang đi về huyện Madarak. Đấy, bây giờ 8:30, sau một cuộc hành trình thì cũng đã đến. Đây là cây số 3 đúng không anh? Chưa hả? Số 3 từ đây là số 3 phải 5 cây nữa. Xuống Hòa Bình. Mới xuống sân bay đi một đoạn thì bây giờ Khánh ăn sáng mọi người. Mới đến quán ăn sáng thì đây một quán mới khai trương luôn. Mẹ ngồi bên này. Anh tài xế thì ngồi ngoài xe. Các bạn thì bây giờ Khánh sẽ ăn sáng xong rồi uống thuốc rồi này kia, Khánh sẽ đi về thẳng Đắk Lắk luôn. À quên, về thẳng Madarak luôn. Thì về đó Khánh sẽ tiếp tục quay cho mọi người xem nhá. Cảm ơn mọi người. Đặc sản của Đắk Lắk là cao su, cà phê, tiêu. Bên này là cao su này. Cao su bạt ngàn luôn. Bên này cà phê đá luôn, cà phê nhiều chứ. Bên đó cà phê hết á. Đây trong kia có một cái kìa. Thì qua mất rồi. Em chỉ thế này qua mất rồi. Đợi em tìm em chỉ cho. Đấy đấy, cái xe đang chạy tới thấy không? Đó là xe đầu dọc đấy. Đó, xe này xe đầu dọc này. Đó. Ui, mỗi thanh niên 11, 12 tuổi lái vù. Kinh lắm. Đó phải là xe đầu dọc. Đấy. Chị biết tại sao nó lại gọi là xe đầu dọc không? Cái đầu của nó nằm dọc chứ không phải nằm ngang. Cái đầu máy á. Ai chế tạo ra vậy? Sao em biết được? Em chỉ biết là như thế thôi. Cung đường đẹp này. Phước An ở trên lúc này mình đi qua nó nhiều mà quên mất. Bán dọc đường đầy sầu riêng ấy. Đi qua ngửi thấy mùi sầu riêng không ạ? Tiêu thôi chứ nó tiêu. Tiêu họ trồng từng ngọc rồi đó. Trồng cái cây gì vậy? Cây á, cây này, cây gì em không biết nó, nhưng cây này lên cao lắm.
Hồi xưa người ta toàn là trồng bằng cây muồng á, bây giờ họ trồng mấy cây gì dài mà thẳng tắp à. Đường Đắk Lắk, đường Đắk Lắk vòng vèo. Đây là quốc lộ 26. Đồi trùng trùng điệp điệp. Chào người, mẹ đang đi mua sầu riêng bao ngon. Chào ăn bao ngon chị. Vịt đây, vịt với gà mít trời Đắk Lắk mọi người. Bao nhiêu? Đây này, này. Mít nhìn ngon nè. Mít nguyên trái, hay mua trái nhỏ nhỏ. Mít. Chị ơi, mít nhiêu ký vậy? Chị ơi. Không ăn nhưng mà ham mua. Thôi để mua sầu riêng xong trước đây. Đấy, đặc sản Tây Nguyên đó mọi người. Đấy có mít này, mít bơ này, sầu riêng bán dọc đường đầy luôn. Đấy, ai đi ngoài đường là mùi sầu riêng mít thơm nứt mũi luôn. Lấy em trái nhỏ nhỏ rồi đi. Nhìn thì mới cũng. Ôi 10 ký ai ăn hết cho hết. Vừa vừa thôi. Sầu riêng này nó ngon nhưng mà nó hụt nó nhiều lắm. Nhưng mà ăn ngon không anh? Đây là tài xế. Thử test test thử. Vậy đó. Dạ ký 12 ngàn. Trái đó bao nhiêu ký chị? Lấy em trái đó nữa đi, lấy em trái mít chị này cân nó đi. Mua ít đồ về về nhà ăn mọi người ạ. Có bơ rồi. Bơ, vịt, gà gì người ta bán đầy đường. Nói chung cái này là của nhà trồng được mọi người ạ. Người ta mới mang ra bán. Kiểu như của nhà cái gì vậy? Sao chị cứ cười thế này? Chị Lan này mọi người ạ. Khánh nói đến đâu chị cũng ngồi cười đến đấy. Đây là chị Lan mọi người nhá. Chị thấy về Đắk Lắk có vui không? Vui không? Vui bằng Sài Gòn không? Vui hơn. Vui hơn hả? Chắc chắn thì vui hơn rồi chứ. Đó thì giờ Khánh đang mua dừng xe mua một ít trái cây về nhà. Nói chung đường về nhà Khánh thì chắc tầm 2 tiếng nữa là đến. 2 tiếng nữa đến nơi. Ui giời, mít thơm mới bỏ trái mít lên thơm lừng luôn. Đây mới bỏ trái mít lên thơm, chị thấy thơm không? Chị bỏ khẩu trang ra đi. Thơm không? Ui thơm nước mũi luôn mọi người ạ. Thơm không? Thơm kinh khủng luôn. Anh tài xế mới bỏ trái mít lên mà thơm hết cả xe luôn. Đã nhờ. Thơm mà thơm, mùi thơm mà là nó không có bị nồng nào. Ừ, nó thơm mà gọi là thơm không biết hiện tại sao chỉ nó thơm thôi. Ok mọi người nhá, bây giờ Khánh sẽ đi tiếp về nhà. Mọi người thì đây là cái đường đi vào nhà Khánh. Đây nhưng mà bây giờ Khánh sẽ không đi vào nhà Khánh nữa mà Khánh sẽ đi thẳng xuống nhà chị. Đây là chỗ mà Khánh ở nhá. Cái thôn luôn. Thị trấn Madarak. Thị trấn Madarak thân yêu. Đèn vàng chuẩn bị đến ngã ba Krông Jin. Đây nhà em sau này luôn này, núi đá này. Thấy không? Sau này. Ở sau này là nhà Khánh, ở sau phía sau này. Đây là thị trấn Madarak. Mẹ có mua bánh hay mua gì không? Có, mỗi cái bánh là có trắng. À, đâu rồi? Có trúc rồi, tiệm có trúc đâu ta? Qua đúng không? Chưa đến không? Đến, qua rồi. À, đâu? Đây chứ? Chưa. Phải không? Đâu rồi? Bánh tàu hóa trúc đào. Mới qua đây, bên đây. Mới qua đúng không? Ừ, trúc đào. Qua rồi, phải xuống chợ đi. Đây, sắp đến chợ Madarak. Sau 2 năm quay trở về thì cũng không có gì là khác biệt lắm. Nhiều shop mở lên thôi. Điện máy xanh này. Shop cỏ này. Ui shop cỏ của bạn mình này. Thì bây giờ là cũng gần đến nhà chị Khánh rồi các bạn ạ. Khánh đang ở chợ. Chợ mà gần nhà Khánh. Thì Khánh bây giờ Khánh không ghé nhà Khánh nữa tại vì là nhà Khánh là cho thuê cho người ta thuê rồi.
nên chắc ngày mai mới ghé lên chơi xíu thôi. Còn bây giờ là Khánh về thẳng nhà chị con gì của Khánh luôn. Đó, bây giờ về đến đây cũng là 11 giờ kém 20 rồi. Đó. Đi cũng rất là mệt. Chào mọi người, thì đã tới nhà anh chị mình rồi. Chắc xe đi vô đó, ngay chỗ xe máy ấy. Cái nhà màu trắng bên cạnh cái sông đây là đây. Đây xe máy anh đi thẳng vô chắc. Cái xe màu trắng đây. Anh nhà anh chị mình đây. Nhà này ạ. Đúng rồi, anh chạy vô cái xe đây này, ngay trước cái này luôn. Đây. Đây là nhà anh chị của mình mọi người. Đã đến nơi. Đấy, bây giờ xe đi, không biết là mọi người sẽ cảm xúc như thế nào khi gặp Khánh. Xin chào tất cả các bạn. Thì chiều giờ Khánh đang ở nhà chị của Khánh. Thì chiều giờ là Khánh ngủ, Khánh về Khánh ngủ một giấc. Và bây giờ là 5 giờ chiều mọi người ạ. Thì nói chung là buổi chiều nay thì có mấy anh chị rồi. Anh chị ra nhà chị Trang chơi, chị của Khánh chơi. Thì bây giờ đang nấu nướng để tối nay ăn luôn. Đây là em Bo. Bo chào mọi người đi, Bo lên kênh YouTube của chú Khánh này. À, thì nói chung là cháu của mình rất là nhiều đấy. Ở ngoài thì đang chơi rất vui. Bây giờ Khánh đang ở nhà chị Trang. Thì ngày mai thì chắc là vẫn ở đây. Đó thì hôm nay nói chung một ngày thì cũng bình thường à. Nhưng về đây thì thật rất là vui. Đấy thì hai chị của mình đang nấu. Đây là hai chị của mình mọi người ạ. Hai chị chào mọi người đến khán giả ở trên YouTube này. Đây là hai chị gái của mình. Họ đang không biết đang đại cầu món gì đó. Đại cầu món kỳ đa hấp ngải cứu. Kỳ đa hấp ngải cứu. Ok, để quay cho mọi người xem. Đâu, quay gì đó đâu. Đây là món kỳ đa ngải cứu mọi người này. Về hai chị mình đại là món kỳ đa ngải cứu. Bên kia là gà Đắk Lắk. Món kỳ đa. Cái gà thơm này. Thơm lừng luôn. Đấy. Còn bên đây là gà luộc. Gà luộc. Còn món gì nữa không? Mực. Hồi sơ là mấy món gì đấy? Thịt quay. À thịt quay hả? Thịt nướng hả? Thịt nướng bằng lò hả? Đâu chị nướng bằng cái lò đó hả? Bằng lò chín không dầu. À ok, ngon nhỉ. Cầu đi lên. Đó thì tạm thời đó là hôm nay được hai bà chị mình đại hai ba món gì đấy. Đó thì tối nay thì có mọi người sẽ tập trung ở đây, mấy anh chị em tập trung ở đây hồi ngộ một bữa. Thì nói chung là ở đây thì ruộng vườn thanh thang, đất đai thanh thang là mọi người ạ. Đấy thì nói chung là hôm nay một ngày Khánh xuống đây thì về thì Khánh thấy rất là thoải mái, nói chung vui lắm. Về quê mình cảm giác bình yên. Đó, đi lúc trên đường về á, Khánh nói chung cái mùi hương lúa rồi hương mùi đồi núi thơm lắm. Nói chung mình cảm giác như bình yên thật sự luôn. Đó, về đây vui lắm ạ.
về được anh chị đón rồi mấy anh chị tập trung lại chiều nay vui ở đây ăn cơm tối đó. Về 2 năm rồi mấy chị ở nhà chưa xuống được Sài Gòn nên thành ra là Khánh về mấy chị anh chị vui lắm nên chiều nay tập trung ra đây hết đó. Thì nói chung clip hôm nay thì Khánh đã hành trình một ngày thứ nhất của Khánh chỉ như thế thôi, về rồi chơi rồi chỉ có đi chơi thôi, ngày mai đi đâu thì Khánh sẽ quay cho mọi người xem đấy. Thì hôm nay Khánh kết thúc một ngày đầu tiên Khánh được về quê đấy, thì cảm nhận nói chung là thấy nó vui vẻ đó, thấy rất là vui và phấn khởi luôn, về mình cảm thấy nó sung sướng trong người ấy. Về quê mà ai cũng vậy, mình được trở về nơi mình sinh ra mình cảm thấy rất là vui đấy. Thì nói chung hôm nay là một ngày kết thúc một ngày hành trình một ngày của Khánh. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip này của Khánh, thì mong mọi người xem clip rồi ủng hộ kênh của Khánh nhá, đăng ký rồi chia sẻ clip này nếu mà thấy hay mọi người nhá. Bye bye, xin hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nhá.